Thành, sao con để em khóc vậy? Học thì cũng phải coi em chứ. Nịn đi em. Ngoan, ngủ ngoan đi. Nịn đi. Thành. Dạ. Mẹ gọi Chí con ạ. Mẹ hết sữa rồi. Con đi mua cơm cho em nha. Dạ. Bấm cơm cho em ăn nha. Con mua thuốc mẹ uống nghe. Ừ. Chị Loan ơi, sao chị đã bỏ chúng tôi mà đi? Chị Loan ơi. Kính thưa bà con, cô bà, mẹ cháu chẳng mấy qua đời, trong khi cha cháu vắng nhà. Cháu rất cảm ơn bà con, cô bà đã tiễn đưa, mẹ cháu đến phần mộ. Tấm lòng của bà con, cô bác, anh em cháu không bao giờ quên. Khi nào cha cháu về sẽ tới gặp và có lời với cô bác.